cảm ơn quý vị đã tới dự buổi hầu thánh hôm nay để ghi nhận công đức của ông Vương Gia Huy đã cúng 1 tỷ đồng để trùng tu bản đền. Bà Đồng xin hồi hướng 1 tượng thánh cho gia đình ông. Tôi cũng xin giới thiệu con nhang mới của đền chúng ta, bà Diệp. Chuyện gì á con gái? Nhà này rộng quá mẹ. Mẹ ơi, sao ở đây có nhiều búp bê quá vậy? Không phải búp bê đâu con, đó là hình nhân tượng trưng cho bà thầy và những người hầu. Mẹ, vậy cho con xin một con chơi được không? Không được đâu, đó là đồ cúng. Trả gì không? Con xin lỗi. Sao hôm nay cậu mặc đồng phục? Cậu mới vừa lên chức. Thế hỏi sao cậu? Bà thầy mới vừa phát lộc cho ba con. Ông không phải ba con. Nụ cười của ông nham hiểm lắm. Trẻ con thường nghĩ cha mẹ kế là độc ác, nhưng con sai rồi. Nè, không ai có quyền chọn lựa gia đình của mình, nhưng mà đã là người nhà với nhau thì phải biết tôn trọng lẫn nhau chứ, hiểu chưa? Dạ. Ăn mặc như vậy sao vô đền? Hồn nhập chưa? Dạ, chị hả? Đang làm lễ, ngồi xuống. Chị hai, cái này là cái gì vậy? Chị lớn. Chị lớn. Chị lớn. Chị cũng có một cái cho em á. Nè. Chị nhỏ. Ừ, đúng rồi, nhỏ quá. Nè, từ bây giờ chính thức là chị em sinh đôi nha. Chịu không? Chị tấm hình kỷ niệm ha. Mẹ ơi, con mắt tè. Chi, con đưa em đi vệ sinh đi. Dạ. Mẹ ơi, cho con ra sân chơi luôn nha. Con đừng có giỡn nữa. Coi mắt nữa có gì nè. Ghê quá. Bỏ nó xuống. Đi vô với mẹ đi. Ai? Bỏ xuống. Đi vô với mẹ.
Ai đi đâu vậy? Không biết là ai đi đâu nữa. Con và Huy sẽ đốt cây cầu để bắt đầu cho lễ tang, để cho hồn của Ái có thể tìm thấy đường quay về. Anh vẫn không chấp nhận là con bé đã chết. Vậy thì con nên cầu nguyện thay cho chồng. Đám ma mà không cần xác chết, ngộ thiệt. Kiều miếng lính của ông tiếp tục tìm con bé. Quả đích thân ông đi, ông cũng xuống dưới đó mà. Kiếm cái tuần rồi anh Huy à? Nếu không tin thì anh cứ đi với tôi. Mỗi người chúng ta đều tìm kiếm một sự bình yên khác nhau. Tôi hy vọng cây hoa nghệ này sẽ giúp anh được phần nào. Lâu quá mới được mời tới nhà. Nếu anh có nhu cầu, tới cho tôi cũng được. Kinh doanh nhà đất thì giàu thiệt đó. Nhưng mà nó không có vui. Xinh quá. Con gái mày gì phải không? Giống hệt như mẹ vậy. Cảm ơn ông. Gọi ngay cho tôi nếu không có tin tức gì. À, quên nữa. Bông hoa của anh đặt một quả trứng gà dưới gốc cây, thì thầm ước nguyện của anh với nó. Rồi à, khi nào chán anh biết tìm tôi đâu rồi mà. Anh ơi, mời anh
Vinh hả? Anh gọi cho tôi về cái xác con bé bị chết đuối. Thiên Hạ hả? Nó tên là Ái. Nhìn nó ghê lắm không? Tôi dốc máng ốc cho mặt nó rồi. Nhìn cũng đỡ. Hút đi. Lúc tôi mới gặp nó, tôi cũng làm mãi điếu á. Ngày nhà tôi cũng gặp xác mà còn vậy không? Hút đi. Bỏ thuốc 6 năm rồi. Đi chưa? Hiện xác con bé bên bờ sông Hậu Giang, gần Châu Đốc, phía thượng nguồn, ngược hướng từ Cái Dầu. Tới bây giờ nó mới lên tiếng. Rước nó ở đâu? Ai tìm thấy nó? Bao lâu rồi? Anh đừng hỏi nữa. Cho nó nghỉ ngơi. Đi. Cả nhà tôi mang ơn cậu. Còn gì không cậu? Bác sĩ đưa cái này cho con bé uống. Thuốc hạ sốt thôi. Cảm ơn cậu lần nữa.